chức năng thận hay còn gọi là suy thận ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe của người bệnh, làm giảm tuổi thọ của những bệnh nhân là người cao tuổi. Do đó, người bệnh cần phải được theo dõi và cảnh báo dấu hiệu suy giảm chức năng thận để có thể kịp thời điều trị, từ đó sẽ làm chậm sự phát triển của bệnh, kéo dài thời gian sống. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hồng Loan, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, hầu hết các bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận không phát hiện bệnh cho đến khi bệnh nhân tiến triển ở giai đoạn nặng, do triệu chứng của bệnh không rõ ràng và tương tự với nhiều bệnh lý khác, trong đó có cả bệnh thận. Thận có nhiệm vụ sản xuất nước tiểu và loại bỏ chất thải qua đường tiểu. Vì vậy, không nên bỏ qua những thay đổi về tần suất đi tiểu, mùi, màu sắc và các thay đổi khác của nước tiểu như tần suất đi tiểu nhiều lần, đặc biệt là vào ban đêm, số lần dao động từ 4 đến 10 lần trên một ngày được coi là bình thường, hoặc thấy máu trong nước tiểu. Vâng ạ, theo y học hiện đại thì suy thận có hai loại, suy thận cấp và suy thận mạn. Suy thận cấp tức là suy giảm chức năng của thận trong một khoảng thời gian đột ngột, trong một khoảng thời gian ngắn, có thể vài ngày, cho vài giờ cho đến vài ngày. Thế còn suy thận mạn tức là suy giảm chức năng của thận kéo dài trong nhiều tháng, nhiều năm và thường là không hồi phục. Thế và để nhận biết được cái suy thận thì thông thường đối với suy thận cấp thì có thể nhận biết được bằng cái là giai đoạn đầu là bao giờ cũng biểu hiện bằng cái việc là đi tiểu ít hơn, đi tiểu liệu và dần dần và không đi tiểu được. Thế còn suy thận mạn thì đa số là diễn biến một cách từ từ, âm thầm và hầu như là không có triệu chứng gì. Mà bệnh nhân đến với chúng ta bởi những cái triệu chứng như mệt mỏi này, choáng váng này, do cái tình trạng thiếu máu hoặc là do cái tình trạng tăng huyết áp gây nên, thường là không được nhận biết. Vì thế mà bệnh nhân thường là bị bỏ qua những cái giai đoạn sớm nhất của suy thận mạn tính. Tóm lại, rối loạn chức năng thận có thể phục hồi tốt nếu phát hiện các dấu hiệu sớm. Ngược lại, khi bệnh diễn tiến nặng có thể gây ra tăng huyết áp, nhiễm trùng. Vì vậy, hãy cảnh giác với các dấu hiệu trên và đừng ngần ngại thăm khám các bác sĩ nếu có những dấu hiệu nghi ngờ.